Đại Hải Trình là nơi tập trung của hầu hết những cái mạnh ở khắp One Piece về vùng biển này, được mệnh danh là vùng biển nguy hiểm nhất, nên tất nhiên là cũng không có quá ít kẻ đã phải bỏ mạng tại vùng biển được gọi là bồ chôn hải tặc này. Tuy nhiên, có đó vài cái nhân đặc biệt, dù đã chết nhưng danh tiếng của họ để lại là không hề lay chuyển, thậm chí là có người mà tầm ảnh hưởng của họ còn khiến cho những hải tặc non trẻ ở thời đại này phải hoảng hốt khi nghe đến tên họ nữa đấy. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những cái tên dù đã chết nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ trong One Piece nhé. Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt vờ lờ khi phải cày cuốc trên con đường làm hải tặc? Bạn đi tìm trác quỷ hay random trác quỷ lòi con mắt nhưng toàn ra cái bíp gì không thôi? Vậy hãy ghé qua ngày khám phá prolog.com của mình để có cơ hội sở hữu tài khoản full level, full gear, thức tỉnh tộc V4. Còn nếu bạn không muốn bỏ quá nhiều tiền thì cũng chỉ với 19k hay 59k, bạn cũng có thể sở hữu cho mình những art level từ 1000 tới max level và có những trác quỷ xịn sò. Biết đâu bỏ 19k mà được trái mochi hay lơ bát thì sao? Test thử nhân phẩm của bạn ngay thôi tại khám phá prolog.com, shop của mình nhé. Roddy Sebek, tên hải tặc khét tiếng đã sống vào mấy chục năm về trước trong thời đại Roger, là kẻ mà bất kỳ ai sống ở thời đại đó cũng đều biết đến danh tính của hắn, vì Rock cơ bản là con quái vật không biết thua là gì. Nhưng đó là những gì mà người ta nói về hắn, cho đến khi Rock bị Garp và Roger đánh bại trong trận chiến tại God Valley, con quái vật có âm mưu thống trị thế giới đã bị loại bỏ bởi hai kẻ mạnh vờ lờ vào thời điểm đó, kết thúc hành trình thống trị thế giới và giải tán bằng Rock huyền thoại toàn những tên tuổi nổi danh. Tuy nhiên, không vì vậy mà độ đáng sợ của Rock bị suy giảm. Mặc dù hắn đã bị giết, nhưng sức mạnh và độ bá đạo mà tên này sở hữu vẫn là một thứ gì đó khiến ngay cả những người ở thời đại sau cũng phải khiếp sợ khi nhắc tới tên hắn. Thậm chí là không một ai nghĩ rằng Rock có thể bại trận dưới tay kẻ khác được, nhưng cũng vì sức mạnh của mình, nhưng cũng vì sức mạnh của tên này mà có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử hải quân phải bắt tay với một hải tặc để tiêu diệt kẻ thù chung. Điều này gây chấn động tới mức ngay cả những hải quân kỳ cựu cũng không hề được nghe tới cuộc chiến này, vì mọi tin tức về nó không được tung hô ra cho bên ngoài. Tuy nhiên, dù có như vậy thì chỉ có những người thân thiết cực độ với Garp mới được biết về Rock và vẫn e ngại với sức mạnh của hắn. Thậm chí là ở thế giới hải tặc, Rock cũng là một cái tên rất nổi tiếng, tới mức mà ngay cả Kaido, một kẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình, cũng phải ngước nhìn và luôn nhớ về sức mạnh của Rock là đủ hiểu rồi đấy. Joy Boy, mặc dù chỉ là một danh hiệu được truyền từ người này sang người khác, nhưng trước khi chúng ta được biết về danh tính của Joy Boy thì Junessa đã gọi Luffy là một Joy Boy rồi, và vì thế nên Joy Boy tiền nhiệm có vẻ như không còn hot nữa. Có phải vậy không? Tất nhiên là không rồi. Bây giờ tại thánh địa Marie Jones, bên trong lâu đài Pangaea, Joy Boy vẫn là một cái tên có đủ sức nặng để khiến cho những ông lớn sống trong đây phải điên đầu giải quyết. Vì chúng ta đều biết rằng, căn nguyên của thời đại hải tặc này hoàn toàn không phải là do Roger khởi xướng, nếu như không có những thứ mà Joy Boy đã để lại cho hậu thế sau này. Và bằng chứng là kho báu One Piece của ông bây giờ cũng chỉ có mỗi mình Roger là được biết nó, còn lại thì mọi người hoàn toàn mù tịt. Tuy nhiên, One Piece là ẩn chứa một điều kỳ bí, một vũ khí có thể giúp bất kỳ ai đánh bại được chính phủ thế giới, nên vì vậy mà việc làm của Joy Boy đã khiến những kẻ này phải sợ hãi tột cùng. Vì chỉ cần sự thật về thế giới được để lộ ra thông qua bất kỳ kẻ nào tìm được One Piece, thì khi đó ngày tàn của chính phủ cũng đã đến. Lily, khác với Joy Boy, là người đã để lại kho báu One Piece cho cả thế giới, thì Lily có vẻ như không khiến tên tuổi của mình bị ảnh hưởng đến thế giới nhiều tới vậy. Có lẽ một phần là vì tên của bà đã bị xóa bỏ khỏi lịch sử, và ngoại trừ những vị vua được truyền lại trong dòng họ Nefertari và những kẻ gây ra cái chết của Lily thì không còn ai biết về bà ta cả. Tuy nhiên, nếu như đã biết về Lily thì chắc chắn rằng mọi người cũng đã biết về những việc mà bà đã làm vào 800 năm trước, sau khi được kể lại bằng một cách không thể cay cú hơn bởi Imusama, kẻ cũng đã sống cùng thời với Lily tới thời điểm hiện tại. Và sau những gì mà Imu đã nói thì có thể thấy hành động của bà đã ảnh hưởng tới mức nào đến tình hình thế giới hiện tại. Và sau 800 năm, chính phủ vẫn rất là tức giận sau những gì mà Lily đã làm. Mặc dù là một đi không trở lại, nhưng chuyến đi cuối cùng này của Lily thực sự đã khiến cho chính phủ thế giới phải chịu khổ cực trong suốt mấy trăm năm qua. Thật là một con người thú vị đấy đúng không? Roger, mặc dù Roger đã chết cách đây mấy chục năm rồi, nhưng mà sức ảnh hưởng của ông lên thế giới One Piece vẫn là thứ mà không ai có thể từ chối được. Thậm chí là cho tới thời điểm hiện tại thì có rất nhiều người vẫn còn xem Roger như là hình mẫu lý tưởng của họ để mà noi theo nữa đấy. Bởi lẽ có thể nói rằng ông là đỉnh cao của đỉnh cao, một hải tặc mà bất kỳ ai ra biển cũng đều phải được nghe qua và biết tới. Bởi lẽ, Roger, bằng mọi cách, ông đã đến được điểm cuối cùng của Đại Hải Trình và thành công trở thành người đầu tiên trong suốt 800 năm đặt chân lên được hòn đảo cất chứa One Piece. Và vì thế nên ở thời điểm hiện tại, bất kỳ ai cũng đều muốn bắt chước Roger và tìm kiếm riêng kho báu One Piece cho mình. Và vì thế nên, đây thực sự là một vấn đề khá nhức nhối và rắc rối trong hàng ngũ hải quân lẫn các ông lớn của chính phủ. Vì người người nhà nhà đều muốn bắt chước Roger, nên càng ngày càng nhiều hải tặc ra khơi
để đu theo idol của họ, và vì thế nên chính phủ luôn rất sợ hãi khi phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của một Roger 2.0, vua hải tặc tiếp theo trong thời đại này đấy đúng không? Và Roger, nhắc lại thì có thể thấy được, ông là nỗi sợ hãi cho giới hải quân trên toàn thế giới rồi, vì ngoại trừ Gáp hay Sengoku ra thì làm gì có ai có đủ năng lực để ngăn chặn được ông nữa đâu. Kaido, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất bây giờ chắc có lẽ là Kaido liệu có còn sống hay không? Nhưng hầu hết người ta đều nghĩ rằng Kaido đã bỏ mạng, vì dù có mình đồng giả sắc cỡ nào thì khi rớt xuống một hồ dung nham thì cũng không thể nào mà sống nổi hết. Nhất là khi hắn đã ở trong hồ dung nham tận mấy tuần liền rồi, nên vì vậy mà có thể xem rằng Kaido đã chết và mối hiểm họa từ rồng thần đã không còn nữa. Tuy nhiên dù là vậy thì việc Kaido đã thống trị Wano trong hơn 20 năm đã để lại không ít biến chứng và nỗi ám ảnh bủa vây người dân ở vương quốc này. Vì 20 năm là khoảng thời gian dài, và trong khoảng thời gian đó, Wano giống như một địa ngục đối với người dân Wano vậy. Không một ai sống ở thời điểm đó mà không biết rằng địa ngục đó đã xảy ra như thế nào dưới quyền cai trị của Wano. Vì thế cho nên, dù Kaido đã chết và băng hải tặc của hắn cũng trở thành đám tù nhân phải làm việc trong Udon, nhưng dù có vậy thì sự kinh hãi của Kaido vẫn còn ăn trong máu những người dân thiện lành này, nên là họ vẫn không thể nào quên được những gì mà Kaido đã làm với vương quốc mang tên Wano này đâu. Râu trắng, để mà nói thì cái danh người đàn ông mạnh nhất thế giới đúng là không phải để chưng, khi mà chỉ cần biết trước sự có mặt của râu trắng tại Marineford thôi là đủ để hải quân phải điều động tất cả binh lực và sức mạnh mà họ có được đến đây để đối đầu với người đàn ông mạnh nhất thế giới này rồi. Sức mạnh của râu trắng là không thể cần đo đong đếm được, và cũng không có gì lạ khi không có ai đủ sức để solo một trận với ông hết, và vì thế nên sự đáng sợ của râu trắng là không thể bàn cãi. Và đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn luôn nói về sức mạnh của ông. Mặc dù là băng râu trắng, ngoại trừ New Gay ra thì chẳng còn ai có thể đạt tới đẳng cấp khiến người khác phải chú ý đến sức mạnh nữa cả. Nhưng không sao, vì một mình râu trắng là có thể được xem như chiếm hơn 50% sức mạnh của toàn hạm đội rồi. Poseidon. Có thể nói rằng Poseidon giống với Joy Boy, đây chỉ là một cái tên, một danh hiệu, một năng lực được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng phải nói rằng Poseidon là một thứ mà bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ khi nghe về nó, hay thậm chí có vài người đã tỏ ra cực kỳ hứng thú với loại vũ khí này để săn tìm nó. Nhưng dù là thứ gì đi nữa thì quy chung lại đều có thể kết luận rằng bất kỳ ai cũng đều phải kinh hãi trước sức mạnh đáng sợ này, dù cho nó đã biến mất từ lâu. Và chỉ có một số ít người biết được việc năng lực này đã tái xuất trở lại. Có thể nói rằng đối với một thế giới mà dù đi đến bất kỳ đâu bạn cũng đều phải dùng tàu để đi như One Piece, thì việc sở hữu năng lực điều khiển những quái vật biển hùng mạnh và khổng lồ thực sự sẽ khiến bạn trở thành bá chủ và khiến cả thế giới phải kinh hãi trước sức mạnh đó. Về phần hợp lý mà nói thì với sức mạnh này, Shirahoshi hoàn toàn có thể bảo vệ đảo người cá mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Kẻ nào dám đối đầu với đảo người cá thì cái đó phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đám vua biển, và giúp đảo người cá trở nên an toàn, tránh khỏi tầm mắt những tên buôn nô lệ đang nhắm đến vùng đất này. Tuy nhiên nếu như vậy thì đảo người cá và Luffy đã không trở thành bạn bè như hiện tại, nên việc họ phải nhờ tới sự bảo hộ của một tứ hoàng, dù đã nắm giữ trong tay một năng lực xịn sò như vậy, thì có thể nói rằng đó chỉ là định mệnh mà thôi. Kuma. Đối với nhiều người thì Kuma hiện giờ vẫn còn sống và đang leo lên đỉnh của thánh địa Marichos để làm gì đó thì ai mà biết. Tuy nhiên, đối với những người thân quen của Kuma và cả những kẻ đã từng biến ông trở thành nô lệ như hiện tại thì Kuma không khác gì một cái xác vô hồn cả. Có thể thì còn hoạt động nhưng linh hồn thì đã bay về trời mất rồi, và vì thế nên ta có thể xem rằng Kuma hiện tại đã chết vì mất đi nhân tính của mình. Tuy nhiên dù có là vậy đi chăng nữa thì Kuma vẫn thực sự là một mối đe dọa rất lớn với chính phủ và cả hải quân. Mặc dù không còn có thể nguy hiểm và tư duy logic được nữa, nhưng ai cũng phải công nhận rằng Kuma sở hữu một sức mạnh mà bất kỳ kẻ nào cũng phải gọi ông là gấu mỗi khi đụng mặt Kuma. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là kẻ địch bay hơi khỏi thế giới. Một trái bom khí được nén bằng sức mạnh của trái Nikyu sẽ khiến cho bất kỳ ai ở xung quanh ông bành xác hết. Nói chung là không phải tự nhiên mà một cá nhân như Kuma lại được đề cử làm thất vũ hải. Mặc dù đó chỉ là hành động tự nguyện, bởi lẽ trong hàng ngũ thất vũ hải, từ lúc trước tới bây giờ, nếu không có một đội quân hải tặc hùng mạnh hay một đế chế trị giá mấy tỷ berry, thì Kuma là một trong số ít những người được chính phủ thế giới gửi lời mời trở thành thất vũ hải khi không có gì trong tay ngoài sức mạnh cả. Và bởi vậy nên sự đáng sợ của Kuma là cực kỳ báo động, thậm chí là dù cho hải quân đã biết rằng Kuma đã mất đi nhân tính và phục vụ các long tinh, nhưng họ vẫn đặt mức báo động lên tối đa và triệu tập toàn bộ các đơn vị hải quân có thể đến để ngăn chặn ông ta, là đủ hiểu Kuma đáng sợ như thế nào rồi. We'll be right back.
đêm.